Ừ, quán con mực to thế anh còn biết à? Nguyên ăn thế là nào? Ôi mình ngon có bò. Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog các cháu ơi. Các cháu nhìn thấy món gì đây không? Đây là mực đấy các cháu ạ. Mực đấy, con mực đấy, con mực biển đấy các cháu ạ. Thì các cháu ơi, hôm nay bà lại tiếp tục làm clip, bà sẽ làm một đĩa mực sốt tà Thái siêu to khổng lồ các cháu nhá. Bà hay nói nhịu lắm các cháu ạ. Thì các cháu ơi, bây giờ bà giới thiệu nguyên liệu của đĩa mực sốt Thái hôm nay này. Bà chuẩn bị rất mấy cân mực đây các cháu này. Bà làm sạch sẽ, bà đã cứa rồi này, bà bỏ ruột ra rồi này, bà bỏ những cái mắt cái mồm của nó đi rồi các cháu nhá. Đấy, sạch trắng ngần thì các cháu nhìn thấy ngon không? Và gia vị các cháu ạ, của món mực sốt Thái này là có xả này, củ riềng này, ớt này, rồi tỏi này, rồi là xoài này, là bột ớt này. Đấy, bột ớt này, đấy các cháu nhìn thấy có hấp dẫn không? Thì các cháu ơi, bây giờ bà sẽ đi muốn làm đĩa mực sốt Thái, bây giờ bà sẽ đi thực hiện luôn. Bà sẽ đun nước, bà cho mực vào, bà hấp chín lên nhá. Sau bà nấu nước dùng, cái là xong là trộn vào với Thái xoài, trộn vào trong cái là chén đâu nhá. Thì bà làm rồi bà lại mời tất cả các cháu cùng tới đây thưởng thức món mực sốt Thái với bà nhá. Thì bây giờ bà đi thực hiện luôn, kiểu các cháu chờ lâu này. Thì các cháu xem clip này của bà có thấy hay thì like và chia sẻ video giúp bà nhá. Để bà có nhiều sức khỏe nhá. Thôi bây giờ bà đi thực hiện luôn nhá. Thôi đi. À, các cháu ơi, bây giờ bà bỏ mực vào hấp nhá. Đấy, bà có đặt xong nước rồi các cháu nhìn này. Đấy. Wow, đã sôi rồi. Các cháu này, trong nồi bà đặt cái giá này. Bây giờ bà bỏ mực vào này. Đấy, bà chừa tay. Rồi, các cháu ơi. Đây, gừng xả, riềng xả này bà rắc lên trên này để cho nó tiết gia vị ra, cái con mực ăn nó không tanh nhá các cháu nhá. Ôi. Một lúc nữa là nó sôi nó bốc lên là nó thơm phức các cháu ạ. Đấy. Các cháu nhìn thấy bà làm có hấp dẫn không? Có ngầu không? Đấy. Rồi bây giờ bà đậy vung vào nhá. Bà sôi độ khoảng 20 phút là chín rồi các cháu. Rồi bà dùng bếp vào. À các cháu ơi, bây giờ bà thái xoài nhá. Đây thái xoài bà ngâm nước muối, bà rửa sạch rồi bà lấy cả vỏ ăn cho nó bùi các cháu nhá. Bà thái cả, lấy cả vỏ. Đấy. Bà thái miếng vừa ăn thôi các cháu ạ. Thế là cái món mực sốt Thái này hôm nay là nó lại có vị chua chua cay cay các cháu ạ. Ngọt ngọt. Đấy. Cháu nhìn thấy ngon chưa? Chua chua cay cay lại ngọt ngọt. Ai. À, các cháu ơi, bà thái xong xoài rồi, bây giờ bà sẽ đi lấu nước sốt nhá. Các cháu nhìn này, chắc là hôm nay là có mấy cân mực bằng này xoài là hơi nhiều đấy các cháu ạ. Nhưng mà các cháu ơi, nhiều này là những cháu gái ăn là giảm cân các cháu nhá, ngon mà. Được. À, các cháu ơi, thế là mực bà đã hấp được 20 phút rồi đấy các cháu nhìn này. Wow, các cháu ơi, ngon không? Nó ra nước rồi đấy. Cái nước ở sau bà nấu nước dùng, ngon đấy các cháu ạ. Thì bây giờ bà bắt ra khỏi bếp nhá. Thôi đi bắt lên. À, các cháu ơi, bà thái trong xoài, bây giờ bà nấu nước sốt nhá. Đấy, bà nấu nước sốt. Bỏ mỡ vào. Bỏ dầu vào, ta phi tỏi lên các cháu ạ. Ta bỏ tỏi vào các cháu nhá. Mỡ các cháu ạ. Thế nào. Wow. Xèo xèo thôi. Đấy các cháu nhìn thấy ngon chưa? À, các cháu ơi, đấy, tỏi nó thơm lắm rồi các cháu ạ. Bây giờ bà sẽ bỏ nước vào nhá. Bà bỏ nước vào nào. Wow. Đấy. Bà bỏ dầu hào vào các cháu này. Dầu hào. Wow, thơm đấy. Rồi. Bà bỏ nước tương vào. Bà bỏ nước tương. Cho cái món nước sốt để nó sánh lên các cháu ạ. Đấy. Rồi, bà bỏ tương ớt vào các cháu này. Wow. Đấy. Bỏ nước tương này. Bà bỏ đây là các cháu nhìn này. Đây là đường thốt lốt này. Đấy bà đã thái ra rồi. Đấy cái món mực sốt Thái để bà cho đường thốt lốt để cho nó thơm. Rồi.
các cháu ơi, đây nước dùng nó sánh quạn như này đấy. Bà bắt ra khỏi bếp nhá. Thế còn ớt với bột ớt là tí bà cho sau. Thôi đi. Các cháu ơi, đến công đoạn cuối cùng đây, nước sốt bà nấu xong rồi. Thì bây giờ bà bỏ mực vào, bỏ xoài vào, bà bỏ bột ớt vào, bà sốt lên nhá các cháu nhá. Rồi. Wow. Rất thơm các cháu ạ. Rồi bây giờ bà bỏ xoài vào các cháu này. Đấy, bà cho hơi nhiều xoài. Rồi. Bà bỏ bột ớt vào các cháu nhá. Bà cho ít thôi, không lại cay các cháu không ăn được. Rồi. Đây là ớt đây các cháu này. Bà bỏ ớt này, ớt bằm vào đấy. Nào bà đảo đều lên nào. Wow, các cháu ơi, thơm đấy. Nước sốt nó rất sánh, nó hòa quyện. Ngon đấy các cháu ạ. Các cháu ơi, bây giờ bà cho ra đĩa nhá. Để thưởng thức các cháu nhá. Đấy, bà đây, bây giờ bà cho ra đĩa. Bê bà chút cho cái. Nào bà chút ra đĩa. Wow, các cháu nhìn này, đầy rồi. Ôi dồi. Các cháu ơi. Đấy, thì bây giờ bà mời tất cả các cháu cùng tới đây thưởng thức món mực sốt Thái với bà nhá. Wow, bà nhìn wow. 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 Ngon quá. Ngon quá. Hấp dẫn thật đấy. Bây giờ bà lấy bà mời các cháu nhá. Vâng ạ. Ngon đấy, món này ngon đấy. Này, bà mời cháu. Bà mời cháu ngon. Yeah, cháu xin bà nhá. Mẹ ơi, mẹ làm kiểu gì mà ngon đấy? Đây là mẹ mẹ làm món mực sốt Thái hôm nay. Đấy. Wow, ngon quá nhỉ. Hấp dẫn thế. Con mấy các cháu ăn đi nữa, con thử con cảm nhận xem giống ngoài quán không? Đúng rồi. Wow. Nhìn ngon nhỉ. Nhìn đậm này cơ mà. Nước sốt nhìn đậm đặc nhỉ. Đây có xì quẹ. Quyền mà thơm luôn. Thơm nhỉ. Thơm. Cháu nhìn rất là hấp dẫn. Này, ba mời cháu Bách. Không, đây của anh Hạo. Các bạn ơi, nhìn màu rất chia đẹp luôn các bạn nhá, đỏ loang luôn, thơm nữa. Các bạn ơi, của mình ngon. Lần đầu tiên mình ăn món này. Này, cháu Kỳ Nguyên. Cháu Kỳ Nguyên. Đây của cháu Nguyên. Nhìn ngon nhỉ. Các cháu mấy con hôm nay là ăn là cảm nhận xem mà cái món mực sốt Thái hôm nay là mẹ nấu bà nấu như nào nhá. Mình mời các bạn nhá. Wow. Mình mời tất cả các bạn nhá. Ngọt ngon, chua chua, ngọt ngọt các bạn. Thơm nữa. Ngọt chua bay. Bà ngon lắm bà. Ngon à? Các bạn ơi, mẹ mình làm mực sốt Thái, mình thử con mực đầu tiên các bạn nhá. Wow. Mực có đậm mà. Ăn nó ngọt ngọt chua chua. Cháu này ăn mạnh nhá. Cái cay nữa. Wow. Ngon lắm mẹ ơi. Ngon à? Món này ngon. Rồi, bây giờ bà mời tất cả các cháu ăn với bà nhá, mực sốt Thái. Mình mời các bạn nhá. Mình ăn con mực các bạn ạ. Thật bà. Các cháu ơi, đấy. Ăn ở cái con mực nó giòn giòn sần sật, nó lại ngọt ngọt chua chua cay cay các cháu ạ, lại thơm thơm vị đường thốt lốt. Ôi tuyệt vời, ngon to. Ngon. Mùi cái con này ngon nha. Xoài cũng ngon bà. Ngon. Ngon thật đấy. Mình mời tất cả cùng các bạn cùng với mình nha. Mình mời các bạn nha, có mời mẹ nha, mời tất cả các bạn. Đấy. Lần đầu tiên ăn mực sốt Thái các bạn, trước thì ăn bạch tuộc rồi, bây giờ ăn mực các bạn nhá. Ngon rồi đó cô. Ngon. Mực ăn giòn lắm bạn ạ. Nói chua chua nó ngọt ngọt, chua chua cay cay. Ngon. Wow. Ngon thật đấy. Mình kèm ăn xoài nữa. Ngon. Tuyệt vời. Tuyệt vời, ngon, đỉnh. Các bạn ơi, bà cho xả với gừng ăn có vị hơn mùi xả các bạn ạ. Cho riêng, củ riêng. Khi hấp bà cho bà hấp bằng củ riêng. Các cháu lại ba miếng xoài à. Nó giòn. Mình cảm thấy ăn mực không bị tanh các bạn ạ. Đúng rồi, không tanh con ạ. Có đậm, ăn xoài còn ngon các bạn ạ. Mực cứ ngon đậm. Bà ơi, lần đầu tiên mình ăn món này các bạn, ngon thật. Thôi rồi, nó cay cay nữa. Thế hợp, ăn sứa mồm luôn, đã rồi. Wow. Này nó lại chua chua ngọt ngọt. Thơm ngon. Chua chua ngọt ngọt, cay.
Nó hơi cay các cháu ạ. Thơm ngon giòn. Em mình làm con nữa nha các bạn nha. Mực nói chung là ăn các bạn rất là ngon. Giòn lắm, mực giòn lắm. Ngon ra. Ăn nó ngọt nhỉ. Mực ngọt thật. Ăn đậm đấy. Ăn chua chua còn ngọt rất dễ ăn luôn. Mực nó ăn ăn vừa phải. Không bị không chúng có. Nguyên thấy ngon không? Ngon bạn. Ngon hả? Ngon. Có bị gì nào? Vừa vặn bạn. Vừa vặn à? Dạ. Có chua không? Không chua không. Không ngọt lắm. À thế à? Chua cay. Ăn ngon. Ngon. Trên có món này bạn. Thế à? Vâng. Quá tuyệt vời. Mình làm miếng riêng các bạn nhé. Có nguyên ngọng bạn ăn nó ngon không? Vậy, bạn cho cháu xin mấy con mực em. Ngon quá bạn. Wow. Cháu xin bà nhá. Wow. Yêu. Nó ngon các bạn, mình ăn hơi hơi tốn tí nha các bạn nhá. Rồi mình làm cái dâu mực các bạn. Nó cay nhưng mà ngon các bạn. Quá tuyệt vời luôn, bà nấu rất đỉnh. Ăn quên núi về luôn các bạn. Đấy, mình lại làm miếng mực nữa các bạn em. Nhớ sốt cũng vừa vặn. Tuyệt vời luôn. Wow, phê bạn ơi. Ngon nhỉ. Nó đậm, nó thơm, nó ngon. Các bạn, món này đúng sở trường của mình các bạn ạ. Mình thích ăn cay. Vừa chua chua ngon ngọt nữa. Các cháu lại đây là cái dâu mực này. Các bạn ơi, đây là dâu mực này. Nó giòn này. Cho ạ. Mẹ cho xin đĩa nữa mẹ ơi. Mày ăn hết một đĩa rồi các bạn ạ. Ngon thật. Đúng lúc đó mẹ múc nhiều mực vào. Ngon nhỉ, ăn ngon. Mực ăn ngon thật các bạn. Ngon. Này bà mà con nhé, mẹ mà con nhé, à, con ăn lên. Mực ăn nó giòn giòn thật sật. Mà xoài ăn nó còn giòn thật sật. Ngon thật các bạn. Nó hòa quyện với nhau ý nha. Nước sốt bà nấu, không biết bà nấu cái gì mà. Mình ăn mực nhá các bạn nhá. Mực ngon hả? Ngon ngon. Rô mực này không ngon, ăn không có vị tanh. Nó có vị gì? Ăn nó có vị gì? Mặn. Cháu Nguyên nói cũng hơi khó nghe tí nhưng mà nghe thì lại vào lòng lắm các cháu ạ. Ấm áp, giọng nói cháu ấm áp. Điếc quá chân mực to đấy, anh còn biết à. Nguyên ăn thế thảo nào. Ôi mình ngon các bạn. Ăn tự thế. Bạn nhìn mồm to lắm các bạn. Rồi nước sốt bà Tân nấu ngon nhỉ? Ngon ghê. Nó quẹt nhỉ? Quẹt. Nó quẹt đấy. Nó quẹt ăn nhận ngon. Nó đậm đặc. Nó chua chua ngọt ngọt cay cay mặn mặn. Thơm thơm. Giòn giòn. Giòn giòn. Xoài ăn là xoài giòn giòn, mực giòn giòn. Bà có con một dĩa nữa ấy. Ngon quá các bạn. Mình ăn cũng tốn kém gì Nguyên đâu các bạn. Ngon các bạn. Wow. Phê tận lão luôn các bạn. Wow. Đấy. Wow. Các bạn ơi, nước sốt bà Tân nấu quá đỉnh luôn các bạn. Quyết tuyệt vời. Nhìn nó đậm đặc mà nó quẹ các bạn. Ăn ngon. Bà có nhớ bà ơi. Đĩa nữa hả? Vâng. Cháu Cường ăn mạnh nhá. Cháu Cường ăn cũng tốn kém mình cháu Nguyên. Cái món này hôm nay là bà cũng hơi cho nhiều xoài nhưng mà ăn tốt các cháu ạ. Ngon. Ngon. Thì các cháu ơi, đấy hôm nay bà cảm nhận cái món mực sốt Thái hôm nay là bà nấu là nó đậm đà, nó vừa vặn chua chua ngọt ngọt, đủ gia vị, không món nào nó trội hơn món gia vị nào các cháu ạ. Ngon. Thì các cháu ơi, bây giờ có khả năng là bà dừng clip tại đây thôi nhá. Thì các cháu xem clip này của bà có thấy hay thì like và chia sẻ, bình luận thật nhiều giúp bà để bà có nhiều sức khỏe nhá. Thì bây giờ bà chào tất cả các cháu nhá. Chào các bạn.